Quý khán giả đang đến với tiểu mục đường dây nóng của VTV Cần Thơ. Tuần qua, số điện thoại 0901-282-282 đã nhận được phản ánh của bà con sống hai bên đường Phùng Ngọc Liêm thuộc phường 1 thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Bà con cho biết là tuyến đường đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Đoạn đường xuống cấp dài khoảng 300m, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà. Sau mỗi trận mưa lớn thì những ổ gà ổ voi trên đường thường xuyên bị ngập nước. Trên đoạn đường này có hai trường học và một cơ sở y tế. Đường hư hỏng đã khiến nhiều người lưu thông bị té ngã. Người dân địa phương mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến trường. Trong những chương trình trước thì chúng tôi cũng đã thông tin đến bà con về sự cố dỡ đê bao tạm trong lúc thi công trên đường gom cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ, đoạn qua địa bàn phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Dù việc đã làm nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại, đến nay thì nhiều hộ dân và chủ đầu tư vẫn chưa được thống nhất mức bồi thường. Sự cố dỡ đê bao vào giữa tháng 2 năm nay khiến hơn 10 hectare vườn cam trái bị ảnh hưởng. Trong đó, có nhiều diện tích trồng mít và sầu riêng đang cho trái bị chết cây. Sau sự cố, các đơn vị liên quan đã khắc phục đê bao và tiến hành khảo sát, ghi nhận diện tích cây chết để đưa ra mức giá bồi thường. Tuy nhiên, nhiều hộ dân cho rằng mức đánh giá thiệt hại chưa đúng với tổn thất mà họ phải chịu. Vườn này nó chết trắng hết 21 cây, giờ là cây chưa phục hồi nổi nữa. Bồi thường mức giá này có 22.700.000 ạ. Cho tại một cây sầu riêng giờ là chi phí nó không là nó 5 triệu một cây rồi. Đợt vậy giờ nói chung là nó không có khỏi đáng cho người dân. Mít á, thì tôi trồng tổng cộng á, là khoảng 1.500 cây, nhưng mà thiệt hại là 70%. Thế nhưng nó mà đền bù cho tôi á, là có 18 triệu một miếng, còn một miếng là 30 mấy triệu. Là tôi tính ra là không đủ chi phí mà lại mua cây mít con nữa. Bà con hy vọng các đơn vị có liên quan sẽ có phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp giúp bà con có kinh phí để khôi phục lại sản xuất. Cũng liên quan đến những ảnh hưởng do thi công cao tốc, tuần qua số điện thoại đường dây nóng 0901-282-282 của VTV Cần Thơ đã nhận được phản ánh của nhiều bà con ở khu vực nút giao IC3 thuộc dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, đoạn qua xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Bà con phản ánh tình trạng cây trồng bị chết khô do thi công đường cao tốc. Dù việc đã được trình báo đến cơ quan chức năng, nhưng hơn một năm nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết. Cả ngang cây mít chết khô, cỏ dại dây leo đã mọc đầy. Đây là vườn mít rộng 5.000 m² của bà Thảo, nằm ở nút giao IC3 xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nhìn những hình ảnh này, ít ai ngờ rằng trước đây khu vườn này từng mang lại lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu một năm cho bà Thảo. Đó thì ký cả khoảng 30.000 đó mà thu hoạch một lứa cả tấn đó. Rồi là vô lộ cao tốc là bị đường nước không vô được, cắt đứt đường nước không vô được là cây bị chết. Thiệt hại là khoảng 850 cây. Mỗi năm là cho thu hoạch mỗi gốc cây là từ 500 tới 1 triệu trên một gốc mít. Khi mà cao tốc đi qua không còn nước thì cây cối nó chết, vườn tược nó sẽ hoang. Không chăm sóc được, do đó mình không có làm gì được hết. Cỏ thì cứ mọc, mùa khô thì nó cạn, mùa nước thì nó ngập, nó không làm gì được. Rất là buồn. Bây giờ là cây chết hết rồi, bây giờ không còn thu hoạch được cái gì hết. Là một năm rưỡi nay là không có thu hoạch mà không vô được luôn, không có đường đi, không được nước luôn. Chứ nó nằm ở trong cái nút giao rồi là không có đi vô được. Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, đoạn qua địa bàn xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có chiều dài 5,3 km. Đến nay, có khoảng 24 hộ dân bị ảnh hưởng cây trồng với tổng diện tích khoảng 60.000 m². Trong đó, tập trung chủ yếu tại nút giao IC3 này. Thiệt hại nhiều nhất là cây mít. Hiện nay thì quá trình thi công kéo dài. Thì đối với cái mùa mưa này thì cái nước sẽ ngập, và đối với cái mùa nắng thì cái không có nước vào để mà tưới tiêu cho cái cây trồng được. Do vậy thì đã ảnh hưởng tổng số là 24 hộ có cái cây trồng chết. Cây mít là nguồn thu nhập chính của bà con sống tại khu vực này. Tuy nhiên khi dự án đi qua đã làm bít đường nước, khiến cho nhiều hecta trồng mít chết khô, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đang phối hợp với chủ đầu tư, các bên liên quan và địa phương để tiến hành khảo sát, điều tra rõ nguyên nhân do đâu. Trong thời gian chờ kết luận chính thức, bà con cũng hy vọng khu vực sớm khơi thông đường nước, đường đi nhằm cải tạo lại vườn cây bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống.
Quý khán giả nếu có những bất cập, bức xúc chính đáng, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0901-282-282 hoặc gửi đơn thư về địa chỉ số 407, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ sớm xác minh thông tin và phản hồi đến bà con.